Xin chào bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại Khơi Ngọng. Và hôm nay ấy, các bạn biết rồi ấy, chỉ có 7 ngày nữa đến Giáng sinh thôi. Mà Giáng sinh thì ai cũng muốn có quà. Và tất nhiên rồi, trong video này dĩ nhiên là sẽ có quà các bạn. Và rất nhiều những cái đồ thú vị mình đã mua được trên Lazada nhân cái dịp Giáng sinh này để giới thiệu bạn, để xem là liệu Giáng sinh các bạn mua gì tặng cho người thân, cũng như là những cái món phụ kiện gì hay và thú vị nhá. Còn bây giờ để quà của bạn trong này, bắt đầu video thôi nhá. Mình tiết lộ một tí nhá, đó chính là bạn nào mà đã xem kênh Minh Show rồi ấy thì chắc hẳn cũng biết chiếc iPhone 4 đúng không? Và lần này thì mình cũng mua iPhone 4 để gửi cho các bạn. Và đã là kênh đồ cổ mà các bạn, thì chúng ta phải chơi những món gọi là cổ chứ. Và đây sẽ là 3 chiếc iPhone 4 chứ không phải một đâu. Anh Minh Show gọi là cúi bắp mới mua một cái, mình chơi hẳn 3 cái về làm GA các bạn luôn. Và tất nhiên là Linh ấy, GA thì còn lâu mới nói, phải đợi xong video chứ. Bây giờ các ông chưa gì đã đòi GA rồi, bình tĩnh nhá. Đấy. Và nhớ là bấm like cũng như subscribe ủng hộ mình nếu đây là lần đầu các bạn đến với kênh Khôi Ngọng. Kênh mình ấy thì là một kênh chuyên làm về phụ kiện cũng như là những món đồ giá rẻ hay là những mẫu smartphone cũ rồi. Đấy, bây giờ mở hộp đã, nói nhiều quá. Về cơ bản ấy thì của mình với của anh Vinh Show là cùng một súp. Tuy nhiên ấy thì mình để xem là mua 3 cái nó khác biệt gì mua một cái không, liệu là phụ kiện so các máy nó có ngon như nhau không các bạn ạ. Đấy, quan trọng cái đấy. Và iPhone 4 cũng là một cái sản phẩm mình cũng đã rất muốn làm từ lâu rồi. Và mình phải công nhận một điều, đó chính là shop này gói hàng cực kỳ cẩn thận, gọi là có tầm đấy các bạn ạ. Ở đây chúng ta sẽ có 3 cái cáp 30 pin này, tất cả đều ngoại hình tương đối ok. Và chúng ta sẽ còn gì nữa đây? Đấy, 3 cái ốp gọi nha, cũng như vậy thôi. Các bạn thì không có quá nhiều điều đặc biệt đây. 3 sợi cáp, mình tưởng là shop này theo hướng bảo vệ môi trường thì phải tặng một sợi chứ, một sợi dùng chung hiệu quả 3 cái. 3 chiếc iPhone 4 màu đen. Và mình thấy rằng ấy, so với phiên bản màu trắng của anh Vinh Show thì máy của mình nhìn đẹp hơn rất là nhiều. Và nó cũng sẽ là cái phiên bản nội địa Trung Quốc nhá. Đấy, ui. Tuy nhiên thì phần viền như bạn thấy là nó cũng tương đối gọi là hòm hòm đấy, kiểu là xước sát khá là nhiều. Còn mặt lưng thì khá là ổn. Có thể đây là mặt lưng đã thay rồi, nhưng mà điều này cũng dễ hiểu thôi. Với cá nhân mình ấy, thì với một cái mẫu máy cũ như vậy chúng ta có ngoại hình đẹp thì cơ bản là ổn. Còn cái phần viền này cũng gọi là hòm hòm. Đấy, tiếp theo chiếc thứ nhất như vậy. Chiếc thứ hai này. Đấy, cũng viền. Tuy nhiên thì cái chiếc này mình thấy rằng viền nó xước sát ít hơn. Và cái phần mặt lưng thì cũng tương đối đẹp. Tuy nhiên thì nó không đẹp bằng cái chiếc đầu tiên của mình. Chiếc đầu tiên của mình thì mặt lưng có vẻ như đã thay rồi. Và cái hai mẫu máy này thì đều sẽ phiên bản nội địa Trung Quốc nhá. Mình sẽ bật thử lên. Và cả hai sẽ đều là 8G luôn. Em này mình thấy rằng lên khá là nhanh này. Đây. Và tất nhiên là các bạn cũng sẽ có một số tờ giấy hướng dẫn sử dụng đây. Ôi, các bạn thấy không? Thì ở đây cũng sẽ có đưa ra một số cái như kiểu là ID để các bạn tải ứng dụng này, cũng như là những cái và lưu ý, đó chính là các bạn chỉ đăng nhập iTunes. Mình thấy rằng đây là một cái shop khá có tâm khi mà họ đã hướng dẫn rất là chi tiết ở đây, từ những cái tài khoản này, sau đó cách làm sao để tải cũng như là cập nhật các thứ, cơ bản là ổn. Mình thấy thì anh Dũng ở văn phòng mình cũng mua chiếc iPhone 4 cũng kiểu kiểu này này. Tuy nhiên thì máy ấy nó không được gọi là đẹp như này. Và đồng thời một điều nữa, đó chính là shop ấy họ còn không cho ác nữa. Thì mình thấy rằng đây là một cái shop khá có tâm, bảo sao họ bán được tương đối nhiều ấy. Và mình thấy rằng ở trên Lazada cái shop này bán được khá khá máy, có khoảng tầm vài trăm gì ấy. Chính thế mà mình đã lựa chọn shop này. Nếu bạn muốn mua ấy thì link mình để bên dưới phần mô tả, bạn dễ dàng tham khảo nhá. Đợt sắp tới mà bạn nào tặng cho mình một cái mẫu máy như này thì mình thấy rằng cũng khá là ưng bụng đúng không? Và tất nhiên là trong video này thì mình sẽ tặng cho bạn hai chiếc iPhone 4 nhá. Tất nhiên là nó không có giá trị quá cao, nhưng mà cũng là một cái sản phẩm có thể gọi là mang giá trị tinh thần dành cho những bạn nào đã từng một thời ao ước nó. Mình thì cũng là đã từng một thời ao ước rồi. Và em thứ ba của mình ấy, thì mặt lưng của nó không đẹp như kiểu hai em còn lại. Tuy nhiên thì cái phần viền của nó tương đối sáng bóng các bạn ạ. Viền của nó thề đẹp thực sự các bạn ạ. Đây là một điều mình thấy khá là hay ở em này. Nói chung là ba em thì đều là 8G. Và chúng ta sẽ có những gì ở đây là. Đấy, mở ra. Ok. Và ở đây ấy, thì mình thấy rằng cả ba mẫu máy này đều là phiên bản iOS. Chắc chắn là iOS 7.2 rồi. Ok. 7.1.2. Và tất nhiên xuất xứ của nó thì đều đến từ thị trường Trung Quốc các bạn nhé. Tương tự mẫu máy thứ hai cũng vậy, cũng sẽ là phiên bản 8GB mà thôi, chúng ta sẽ không có phiên bản quá cao đâu. Và tất nhiên với cái tài khoản mà shop đã cho ấy, thì bạn vẫn có thể sử dụng được những cái ứng dụng như kiểu Facebook, Zalo hay là Messenger chẳng hạn. Tuy nhiên thì tốc độ vào của nó tương đối là chậm. Và tất nhiên nếu bạn nào quan tâm kỹ hơn thì có thể qua kênh anh Vinh Show nhé. Hiện tại thì việc tải app cũng như là cài đặt app ấy vào app thì nó sẽ hơi mất thời gian một tí. Chính thế mà mình sẽ nói nhanh thôi. Và chúng ta sẽ chủ yếu tập trung phần
các bạn bỏ ra số tiền 299.000 thì bạn sẽ mua được một chiếc iPhone 4 phiên bản 8GB. Và mình thấy rằng nếu mà em này ấy, để cho nhu cầu như kiểu là các bạn nghe nhạc, bởi vì iPhone 4 ấy là một trong những cái sản phẩm mà cho khả năng nghe nhạc tương đối là hay, đồng thời là các bạn có thể dùng những cái như kiểu là mình thấy ấy, để nghe gọi hay để phát wifi chẳng hạn. Đây là một cái sản phẩm có thể gọi tương đối ổn trong tầm giá này, mức giá chỉ khoảng tầm 300.000 mà thôi, chưa kể có logo táo này, mặt lưng kính và một cái thiết kế mà iPhone 12 cũng đã học hỏi lại rồi. Về phần mình thì mình khá là ưng với ba chiếc iPhone 4 mình vừa mua được đây, và mình sẽ giveaway hai cái dành cho các bạn là thực hiện đầy đủ những bước mình đã để đường link mình để bên dưới phần mô tả nhé. Và tất nhiên nhé, các bạn nhấn like cũng như là subscribe của mình thì sau này chúng ta lớn thì chúng ta mới có nhiều cái GA như này hơn. Và nếu bạn nào mà không thích chơi GA hay là biết là mình chơi số đen ấy thì thôi, cứ mua cho nhanh bạn. Link tất nhiên cũng sẽ để bên dưới phần mô tả. Và đặc biệt ấy, trong cái đợt này, đợt sắp Noel, Lazada họ có rất là nhiều chương trình sale, các bạn có thể mua, biết đâu là với những chiếc iPhone 4 này mức giá nó còn sẽ còn thấp hơn nữa thì sao. Và bây giờ thì mình sẽ giới thiệu một số món nhé mà các bạn nên mua, và cá nhân mình ấy, thì cũng đã sử dụng trong cái thời gian vừa rồi. Đó chính là những cái sản phẩm phụ kiện đến từ Bezos. Và mình phải nói thật ấy, mình mua cực kỳ là nhiều luôn. Trong đó thì có thể kể đến một cái cục sạc 65W. Và quan trọng ở đây đó chính là nó sẽ có hai cổng Type-C và một cổng có thể tối đa đến công suất 65W. Nói thật các bạn một điều nhé, văn phòng mình sử dụng cực kỳ là nhiều cổng này luôn. Cứ đến đấy, anh Khôi ơi, anh Khôi cho em mượn cái cục sạc cái. Ui, không phải một đứa đâu, hàng chục đứa nó bu đến nó mượn mình. Chính vì thế mà mình cứ phải mua một cái cổng như này, có thể sạc được cho MacBook. Mà văn phòng mình ấy toàn rig kit mà, như kiểu Vân Ú này, sau đó là Kiên Côn Liền. Đấy, định gọi tên đúng của nó nhưng mà thôi, nó hơi bệnh. Côn Liền cũng mượn cái này để sạc luôn. Và cáp tất nhiên là mình cũng sẽ đi kèm một cái sợi cáp ở đây. Và cái sợi cáp của mình ấy nó không phải là 65W đâu, mình chơi hẳn sợi 100W các bạn ạ, để cho đăng hịt nữa. Đăng hịt thì dùng MacBook Pro, thành ra là cần những cái sợi 100W. Đấy, cơ bản là ổn. Combo này thì mình thấy rằng nó có mức giá tương đối hợp lý. Và cái cục này hôm trước mình mua ấy, mức giá nó chỉ 430 mà thôi. Mình thấy rằng đây là một cục 65W và nó sử dụng công nghệ GaN, thành ra thiết kế nó tương đối là nhỏ gọn. Và có thể gọi là mình không có quá nhiều điều để phản nàn về cái cục này. Cơ bản là ổn các bạn ạ. Và cái mình thích nhất cũng như là cái mình mất, mình cay không thể nào chịu nổi, đó chính là cái cục sạc dự phòng 20.000. Đây chính là cục mình mua. Đây không phải cục đầu tiên nhá, đây là cục thứ hai các bạn ạ. Cục đầu tiên thì mình mua màu xanh cơ, nhưng mà sau đó là mình bị mất. Mất một cách cực kỳ là khó hiểu luôn. Nói chung là đến văn phòng cho anh em mượn, cuối cùng anh em vứt đâu không biết. Và tìm phải đến 5 ngày 5 đêm không được. Và cuối cùng mình quyết định mua lại một cục y hệt như này. Và cái cục Bezos này có một điều mình rất là thích nhá, đó chính là cái độ gia công của nó rất là tốt. Và những cái phần như kiểu là cạnh này, sờ không bị sắc cạnh, cũng như là dung lượng của nó đến 20.000 mAh. Có đèn LED ở đây. Và đồng thời nó sẽ hỗ trợ công nghệ như kiểu PD, sạc nhanh cho iPhone, iPad các thứ vân vân. Và có hỗ trợ Quick Charge nhé. Đây là một điều mình rất thích. Một cục sạc dự phòng chỉ khoảng tầm giá là 400-500, nhưng mà đã có đầy đủ công nghệ rồi, có thể gọi là rất ok trong tầm giá luôn. Và nhiều bạn so sánh cục này với cục Xiaomi thì mình thấy nó hơi buồn cười một tí. Bởi vì thứ nhất, cục này nó rẻ hơn rất là nhiều, thậm chí khoảng tầm 200-300. Và thứ hai, cục này có vỏ kim loại cũng như màn hình LED hiển thị công nghệ rất là nhiều. Và các bạn có thể sạc đến 3 cái một lúc. Đó chính là chúng ta sẽ có cổng sạc micro, cổng sạc Type-C cũng là cổng sạc Lightning. Mình thấy rằng đây là một điều có thể gọi là một cục sạc tương đối toàn diện trong phân khúc này. Hoàn thiện tốt, kim loại, các bạn va đập thoải mái luôn. Và cầm thì rất là sướng tay, không bị hiện tượng nóng cũng như là dùng ấy, rất là thoải mái. Đặc biệt là với những bạn nào đang dùng iPhone hay iPad như mình, hay thậm chí là những thiết bị Android thì cơ bản có ổn. Và đó là những gì mình đang sử dụng trước đây mình đã mua trên Lazada, và cũng như là những thứ gì mình vừa mua được trên Lazada, cụ thể là với ba chiếc iPhone này. Và các bạn lưu ý nhé, mình sẽ giveaway hai chiếc iPhone 4 dành cho bạn nào thực hiện đầy đủ những bước mình đã để bên dưới phần mô tả. Và cái hay đó chính là mình sẽ giveaway với hai số may mắn thôi, không cần đến ba số luôn, vì kênh nhỏ mà mình đang khuyến khích bạn đó chỉ là like cũng như là subscribe của mình, để sắp tới thì biết đâu mình có những giveaway to hơn. Và các bạn đừng quên nhé, đó chính là những cái sản phẩm này thì các bạn đều có thể mua trong cái chương trình sale sắp tới của Lazada. Mình sẽ để link bên dưới phần mô tả cái chương trình mà theo mình thấy rằng đó là một trong những chương trình cuối năm nay của năm 2020. Chứ bỏ qua thì chắc phải đợi đến năm sau. Và đó là những gì mình muốn chia sẻ với bạn trong video này về những cái mình đã có đây. Còn các bạn thích món nào cũng như muốn mình review món nào khác ấy, thì hãy để lại ý kiến bên dưới nhá. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại bạn trong các video sau. Nói chung là mình sẽ giữ lại một em, còn em nào thì chưa biết. Còn hai còn lại sẽ ghi vào quầy các bạn. Bye bye.